Mới đây, trang Goal phiên bản tiếng Pháp đã tiết lộ đội bóng được cho là nơi Công Phượng sẽ thử việc sau khi rời khỏi Hàn Quốc. Đó chính là Paris FC, cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Theo đó thì Công Phượng sẽ tới Paris FC, một đội bóng hạng nhì ở Pháp, để thử việc từ ngày 15 tháng 6. Nếu như hòa nhập tốt, anh sẽ ký hợp đồng chính thức với đội bóng này. Đây là một vụ chuyển nhượng khiến cho rất nhiều nhà chuyên môn cảm thấy tò mò. Phía Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa đưa ra bất kỳ một thông báo chính thức nào về điểm đến mới của Công Phượng. Chỉ đến khi tiền đạo này xin thành công thị thực ở tại Pháp thì lãnh đạo đội bóng phố núi mới công bố. Chính huấn luyện viên Guillaume Gryachen là người đã giới thiệu cho Công Phượng sang Pháp thử việc. Huấn luyện viên Guillaume Gryachen chính là người thầy đầu tiên của Công Phượng từ năm 11 tuổi khi mới gia nhập Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG. Ông cũng là người sát cánh bên Công Phượng những năm đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Vị chiến lược gia người Pháp coi Công Phượng như là người thân và luôn muốn làm những điều tốt nhất cho anh. Ý tưởng đưa Công Phượng sang Pháp thi đấu đã được nhen nhóm vào năm 2016, khi ông Gryachen đã tiết lộ người sáng lập Học viện JMG Toàn cầu muốn mua lại một đội bóng hạng nhì ở Pháp, đó là Paris FC. Đội bóng này được thành lập từ năm 1969 và là nơi khởi nghiệp của huấn luyện viên Georges Lemaire, người đã giúp cho tuyển Pháp vô địch Euro năm 2000. Tuy nhiên, trong rất nhiều năm qua, người hâm mộ thường chỉ biết đến Paris Saint-Germain khi nhắc đến bóng đá tại thủ đô nước Pháp. Theo kế hoạch thì Công Phượng sẽ được cấp thị thực Pháp muộn nhất là vào ngày 14 tháng 6. Sau khi kết thúc King Cup 2019 thì tiền đạo sinh năm 95 này đã lập tức tới thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị những thủ tục cần thiết. Nói về chuyến xuất ngoại lần này của Công Phượng thì báo chí Pháp cũng nói rằng là Công Phượng chưa có kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu. Do đó cầu thủ này cần có nhiều thời gian để thích nghi nếu thử việc thành công ở Pháp. Thương vụ này đã gây sự chú ý cho nhiều nhà quan sát bởi Nguyễn Công Phượng được mệnh danh là Messi Việt Nam. Tiền đạo này chỉ cao có 1m68 nhưng sở hữu kỹ thuật tuyệt vời. Chưa có bất cứ kinh nghiệm chơi bóng nào ở châu Âu cho nên Công Phượng cần nhất là thời gian. Cầu thủ sinh năm 1995 này hứa hẹn có thể trở thành mảnh ghép thú vị của đội bóng xếp hạng tư ở giải hạng nhì nước Pháp mùa trước. Tuy nhiên mới đây theo một nguồn tin chưa chính thức thì JMG Toàn cầu sau một thời gian đàm phán đã thôi mọi việc với Paris FC và Công Phượng có thể sẽ không đến Paris FC để thử việc như là dự kiến ban đầu. Thay vào đó thì anh sẽ thử sức ở một đội bóng khác cũng thuộc giải hạng nhì của Pháp. Giám đốc kỹ thuật của Hoàng Anh Gia Lai, ông Tuấn Anh cũng đã chia sẻ với truyền thông rằng Bầu Đức muốn bảo vệ cho Công Phượng để anh nghỉ ngơi, hồi phục sau quãng đường có nhiều biến động trong thời gian vừa qua. Nhất là áp lực khi đá hỏng quả 11m ở King Cup. Điều này cũng giúp cho Phượng yên tĩnh, lấy lại năng lượng cho chuyến đi Pháp sắp tới. Đó cũng chính là lý do mà chúng tôi xin giữ kín thông tin trước khi mọi thủ tục hoàn tất. Như vậy là sau chuyến đi không thành công tại Incheon United thì Công Phượng đã không chọn phương án an toàn là quay trở lại V-League mà anh lại quyết tâm chinh chiến ở nước ngoài trong phần còn lại của mùa giải. Dù điểm đến cụ thể chưa được Hoàng Anh Gia Lai tiết lộ, tuy nhiên mới đây thì đội bóng phố núi cũng đã có quyết định gây xôn xao dư luận khi cho biết là sẽ không đăng ký Công Phượng ở giai đoạn lượt về của V-League 2019. Điều này đồng nghĩa với việc là nếu thử việc không thành công ở Pháp thì Công Phượng cũng sẽ không thể trở về Việt Nam thi đấu. Trao đổi với truyền thông thì giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh đã cho biết hành trình sắp tới của Công Phượng sẽ tiếp tục được thử thách ở nước ngoài cho nên là Hoàng Anh Gia Lai sẽ không đăng ký cầu thủ này tại V-League. Việc này không chỉ nằm ở lãnh đạo câu lạc bộ mà bản thân Công Phượng cũng có sự quyết tâm rất cao, hay có thể nói là cố gắng tới cùng và phải chinh phục cho bằng được. Công Phượng là cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài, từng có nhiều chuyến tập huấn và sau đó là sang thi đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Bóng đá cũng có ngôn ngữ riêng của nó cho nên sẽ không có bất kỳ rào cản nào đối với Công Phượng cả. Bản thân Công Phượng cũng có khả năng hòa nhập rất nhanh với môi trường mới cho nên Hoàng Anh Gia Lai cũng không thấy có gì là đáng ngại. Quan trọng là phong cách chơi ở đội bóng của Công Phượng thử việc tới đây có phù hợp hay không. Đặc biệt thì ông Tấn Anh cũng cho biết là không chỉ có một mà rất nhiều câu lạc bộ đã có đề nghị dành cho Công Phượng. Bởi vậy Hoàng Anh Gia Lai cũng không quá lo lắng trong trường hợp mà tiền đạo sinh năm 95 này thử việc không thành công ở Pháp. Hiện nay có rất nhiều câu lạc bộ đề nghị sẵn sàng tạo cơ hội cho Công Phượng, cho nên phía Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cho cầu thủ này thực hiện quyết tâm của mình trong việc thi đấu ở nước ngoài. Dù vậy, vị giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng khẳng định là không hề có chuyện đội bóng của mình quyết tâm đẩy cầu thủ ra nước ngoài bằng mọi giá. Việc cho cầu thủ ra nước ngoài, Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải cân đối giữa việc xây dựng đội bóng và phát triển cầu thủ. Đồng thời, cho một số trường hợp ra nước ngoài nhưng không phải là cứ có lời mời là mình đi.
Vấn đề này nằm trong chiến lược phát triển của câu lạc bộ, cho nên tôi xin phép không tiết lộ cụ thể. Như vậy là sau đúng 108 ngày tập luyện và thi đấu tại Incheon United, thì giờ đây Công Phượng đang chuẩn bị sẽ đến thử việc tại một câu lạc bộ ở giải hạng nhì của Pháp trong vòng một thời gian là một tháng. Sau đó thì mới có quyết định là có ký tiếp hợp đồng hay không. Và bến đỗ đó ban đầu được dự đoán là Paris FC. Ngược về thời gian 2 năm trước, đích thân huấn luyện viên Guillaume Gryachen cũng từng chia sẻ Jean-Marc Gilou, người sáng lập ra học viện JMG toàn cầu, đang có ý định mua Paris FC ở giải hạng 2 của Pháp. Tôi hy vọng trong 1-2 năm tới, điều này sẽ thành hiện thực. Khi đó thì Công Phượng sẽ sang châu Âu chơi bóng. Đây được xem là chỉ hiệu rõ ràng nhất cho thấy điểm đến tiếp theo của tiền đạo sinh năm 1995 này sẽ là thủ đô nước Pháp hoa lệ. Đây được xem là một tin tốt lành cho người hâm mộ Việt Nam, vì nếu vượt qua một tháng thử việc thì Công Phượng sẽ là cầu thủ đầu tiên thi đấu xuất ngoại ở 3 quốc gia khác nhau, vượt qua cả Công Vinh chỉ mới 2 quốc gia, và sẽ có nhiều cơ hội để cọ sát phát triển tài năng. Tuy nhiên không ai muốn chuyến sang đất nước hoa lệ bậc nhất châu Âu của cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai lại chỉ là một chuyến đi trải nghiệm như là 2 lần trước. Rõ ràng sau khi trở về từ Mito Hollyhock của Nhật Bản hay là Incheon United của Hàn Quốc, thì Công Phượng đã bị hẫng và mất phong độ, không còn có màn trình diễn ấn tượng như cách mà anh đã từng làm trước đó trong màu áo của các đội tuyển quốc gia. Hay lấy ví dụ ngắn gọn như lần tham dự King Cup 2019 lần này, thì số 10 của đội tuyển Việt Nam đã cho thấy rằng anh đang có vấn đề về cảm giác chơi bóng và cả tâm lý thi đấu. Được tung vào sân ở cuối hiệp 2, trận đại chiến với Thái Lan, dấu ấn duy nhất của Công Phượng là pha quấy phá khung thành ở phía cánh trái trước khi bị Pansa Hemvibun phạm lỗi một cách thô bạo. Còn trong trận đấu với Curacao thì với vai trò là trung phong, anh đã không còn là chính mình khi chỉ dê dắt và thực hiện những cú dứt điểm vô hại. Và rồi thì Công Phượng lại để lại sự tiếc nuối vô cùng với cú sút luân lưu hỏng ăn, gián tiếp mang đến chiến thắng cho đại diện đến từ CONCACAF. Hình ảnh Công Phượng tại King Cup hoàn toàn khác biệt với những gì thể hiện tại AFF Cup 2018 và cả Asian Cup 2019. Ở giải đấu của khu vực Đông Nam Á, tiền đạo sinh năm 1995 đã ghi được 3 bàn thắng trong trận đấu gặp Lào, Malaysia và Philippines. Dấu ấn đậm nét của cầu thủ gốc Nghệ An này có lẽ là bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận thắng Philippines ở bán kết lượt về. Còn tại Asian Cup 2019, anh là một trong những cái tên nổi bật nhất trong hàng ngũ rồng vàng khi ghi được 2 bàn thắng vào lưới của Iraq và Jordan. Trong đó bàn thắng vào lưới Jordan ở vòng 16 đội cho thấy được những phẩm chất tốt đẹp của số 10 đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng việc ngồi ngoài quá lâu tại Incheon United cũng đã phần nào ảnh hưởng đến phong độ của Công Phượng. Và King Cup là nơi phơi bày tất cả. Đây chính là hồi chuông cảnh báo cho cá nhân cầu thủ này và Hoàng Anh Gia Lai trước khi quyết định sang Pháp thử việc. Paris FC, đội hình của đội bóng này chỉ có 7 cầu thủ người Pháp và rất nhiều cầu thủ châu Phi. Giải hạng nhì Pháp mùa giải 2018-2019 vừa qua, đoàn quân của huấn luyện viên Baranjevic đã cán đích ở vị trí thứ 4 với 65 điểm sau 38 vòng đấu. Nếu như gia nhập Paris FC thì Công Phượng sẽ phải nỗ lực rất nhiều, vì đa phần các cầu thủ ở đây đều có nền tảng thể lực rất tốt. Bên cạnh đó, tiền đạo 24 tuổi này còn phải làm quen với môi trường mới khi phải nói tiếng Pháp ở tại đây. Trước vô vàn khó khăn đang chờ đợi, liệu là Công Phượng có tạo nên kỳ tích và biến chuyến sang Pháp này trở thành một cơ hội để khẳng định giá trị của mình và xua tan đi ký ức không vui về những chuyến trải nghiệm tại Mito Hollyhock và Incheon United đã qua hay không? Và tất cả còn phía trước. Sự thành bại của phi vụ này nằm ở tất cả sự cố gắng và sự tự lực của tiền đạo 24 tuổi này. Đánh giá về quyết định này của Công Phượng thì huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho rằng Hoàng Anh Gia Lai và Công Phượng đang thực hiện một kế hoạch khá mạo hiểm. Thực ra đây là việc nội bộ của Hoàng Anh Gia Lai và họ tất nhiên là đều đã có sự tính toán. Cho cầu thủ đi nước ngoài thi đấu sẽ tạo ra tiếng vang lịch sử cho câu lạc bộ. Tuy nhiên đến nay thì cũng chưa có ai thực sự thành danh. Như Công Phượng dù ban đầu được đánh giá rất cao nhưng cuối cùng cũng chưa đạt được yêu cầu, cho nên đành phải chia tay Incheon United. Tiếp tục phân tích thì huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng người hâm mộ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng cho chuyến đi tới châu Âu lần này của Công Phượng. Đặc biệt ông Vinh cũng đặt vấn đề là tại sao Công Phượng cứ phải xuất ngoại thay vì ở lại Việt Nam để thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai. Bây giờ việc Hoàng Anh Gia Lai muốn cho cầu thủ của mình thử sức ở một câu lạc bộ của Pháp thì chúng ta cũng phải tôn trọng thôi. Nhưng về mặt nào đó tôi nghĩ không nên quá tham vọng, nên chăng là Công Phượng cần tập trung cho câu lạc bộ chủ quản của mình hơn là đi ra nước ngoài. Tập trung thi đấu tốt cho câu lạc bộ có lẽ tốt hơn việc ra nước ngoài và rồi không thành công. Sau những lần thất bại trước thì việc đi nước ngoài tiếp vào lúc này là mạo hiểm.
nếu tốt thì không sao, còn không thì sẽ đẩy cầu thủ vào sự mất tự tin trong tâm lý. Còn ở trong nước, rõ ràng V-League 2018 vừa rồi Công Phượng đá rất hay. Nếu tiếp tục được ra sân đều đặn ở nửa sau V-League 2019 thì không chỉ tốt cho cậu ấy, cho Hoàng Anh Gia Lai mà còn có lợi cho cả đội tuyển quốc gia vào vòng loại World Cup nữa. Để khẳng định chắc chắn hơn luận điểm của mình, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh tiếp tục chỉ ra những vấn đề còn tồn tại của Hoàng Anh Gia Lai. Ông Vinh cho rằng dưới thời tân huấn luyện viên Lee Tae-hoon, Hoàng Anh Gia Lai có sự khởi sắc nhất định nhưng chưa phải là đã có một hệ thống ổn định. Công Phượng đá tiền đạo hay tiền vệ công ở Hoàng Anh Gia Lai đều tốt cả. Bản thân huấn luyện viên Lee Tae-hoon cũng chưa thực sự thành công ở Hoàng Anh Gia Lai. Vừa rồi thì họ cũng đã thua SHB Đà Nẵng đang không có phong độ tốt đó thôi. Lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai cũng chưa thực sự là dày. Giờ mà có ai dính chấn thương hoặc là treo giò vì thẻ phạt thì đội hình còn lại sẽ gặp khó. Vậy tại sao không sử dụng Công Phượng? Quyết định này rõ ràng là một sự khó hiểu. Kết lại vấn đề thì huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cũng nhận định hiện tại Công Phượng đã không còn là một cầu thủ trẻ, cần được ra sân thường xuyên để nâng cao khả năng. Bởi vậy, việc quyết tâm xuất ngoại chưa chắc đã là điều tốt. Ở độ tuổi của Công Phượng cần phải được thi đấu, sao cứ tập chay mãi được. Nói là sang châu Âu tập luyện, nhưng nếu tập mà không được thi đấu thì bản thân cầu thủ cũng mất động lực, thậm chí dần dần còn bị thu chột tài năng. Tôi nghĩ tốt nhất là vẫn cứ để Công Phượng đi thử việc, nếu không được thì lại về đá V-League. Nếu Hoàng Anh Gia Lai không đăng ký thì có thể thông báo cho các câu lạc bộ khác ở Việt Nam xem có nhu cầu mượn hay không. Như thế tốt cho Công Phượng, vẫn còn một đường lùi để được thi đấu vì nhiều đội bóng ở V-League là chắc chắn sẵn sàng muốn có được cầu thủ như vậy.